chúng ta có vài cái vật phẩm mới, không phải là Rolex tạo mà đó chính là một số tép của Rolex. Thì đây là cái sừng cầu vồng mà mới ra vào ngày 21 tháng 8 đó. Và mình có một cái này là cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình, nên là mình không có nói là cái này là một thông tin chắc chắn nha. Thì mình nghĩ là cái việc mà Rolex cập nhật lại cho các dev hoặc là admin gì đó để mà có thể họ up được cái office như thế này á, up được cái vật phẩm như thế này á, hèn chi là mình thấy nó hơi lạ ở cái chỗ là những cái vật phẩm mà limited. Thường là hồi xưa các bạn nào mà chơi vào năm Rolex năm 2017, năm 2018 á, là cái khoảng thời gian đó là cứ một tháng thì Rolex mới lại ra những cái vật phẩm như những cái khuôn mặt này nọ. Thì cái giá khoảng 75 rút bút, xong rồi có một cái số lượng người mua xong như thế thì nó sẽ tăng giá lên từ từ. Còn gần như là mấy tháng nay không hề ra một cái bất cứ một cái vật phẩm nào về Limited U cả. Thì điều đó khiến mình suy nghĩ một điều, đó có thể là Rolex nó đang khai tử cái phần mà Limited U rồi. Đi rất là lâu rồi nó không còn ra nữa. Các bạn, mình cũng cảm thấy rất là thắc mắc. Và ngày hôm nay thì theo cái suy đoán của mình, đó chính là việc Rolex cập nhật, việc người chơi khác up cái vật phẩm lên, cho nên là sẽ thay thế cái Limited U luôn quá. Đó, thì đây là cái sừng cầu vồng. Thì những cái sừng mà tự tuổi như thế này thì một là nó bán upsell, là khoảng tầm bán tầm 200 hoặc 400 rút gì đó vào những cái dịp giảm giá, hoặc là những cái con số rất là cao. Cái dạng sừng như thế này nó rất là cao, và chúng ta sẽ click vào cái người mà tạo ra cái sừng này nhé. Thì mình có review một cái trong cái inventory rồi, nó cũng có tạo ra vài cái rồi nhưng mà nó chưa có mở bán nè. Bạn có thể nhìn thấy ở cái phần mà thông tin nó có ghi nó là người mà làm cái game Awaman event nè, của game Ethan năm 2019 đó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần mà nó kiếm được thì nó là cái sừng lúc nãy mình review, còn đây là cái sừng màu vàng, nó up vào ngày 22, tức là gần đây thôi. Cập nhật vào ngày 22 thì mình nghĩ là sắp tới nó sẽ mở bán cái này không chừng. Bây giờ mình sẽ trở lại với cái trang của cá nhân của chắc nhỏ nhẹn gái rồi. Màu mi nó co lớn tuổi hơn mình thôi, mình kêu nó kỳ quá. Cứ nói là bạn ấy đi. Ừ. À, cái này cũng luôn, cái này cũng của mẻ luôn nè. Công nhận là nói chung là Rolex nó khá thông minh ở cái chỗ là cho chép up lên, thì có ai làm cái phần lợi nhuận của Rolex nó sẽ gọi là thu hẹp lại không chừng, nhưng mà cũng có thể là nó sẽ tăng giá lên, bởi vì có thêm nhiều cái người khác, nó sẽ up thêm được nhiều chất xám và thật nhiều những cái vật phẩm sinh động mới lạ hơn. Mình cảm thấy có một điều hơi là bất thường một xíu. Thì trước khi mình quay cái video này á, là cái người mà tạo ra những cái vật phẩm này cùng một người, là một cái ạc gì mình quên rồi. Nhưng mà sao vì tự nhiên bây giờ mình khi mà mình bắt đầu quay á, thì mình lại thấy thay đổi cái người mà up lên. Này các bạn có thể nhìn thấy là cái người này rất là quen thuộc đúng không? Đây là một rep khá là nổi tiếng trong Rolex luôn. Mạng hơi lắc xíu ha. Nè, cái bà Bi này nè, nói chung là ai cũng rất là rành luôn, mà này cũng khá là nổi tiếng mà. Lúc nãy là khi mà mình, trước khi mà mình quay mình review một cái gì đó, thì đây nè, cũng có cái máy này nè, cái lò nướng này nữa nè, là một cái nhân vật khác. À, nhân vật này nè, phải nhân vật này không, là tức là cái sừng cầu vồng hồi nãy á, là khi mà mình click vào thì cũng là của người đó, cái lò nướng cũng là của người này luôn. Mà sao như bây giờ nó thay đổi cái người mà up lên, mình cũng không hiểu làm sao luôn á nha. Có rất là nhiều vật phẩm nè, cái ông này ông tạo ra mấy cái món này, hôm bữa mình có review vài món nè đó. Rất là nhiều cái vật phẩm mới ra rồi, thì các bạn có thể vào catalog để mà tìm, để mình trở ngược lại cái phần mà cái bảng chữ nó thăng. Ngộ ta, rõ ràng lúc nãy mình click vào là cái, không biết có bị lỗi không, nó hên xui. Nói chung là những cái vật phẩm mà từ dép như thế này nè, nó bán ra không có cái nào mà dưới 80 rupee. Mình thấy toàn là 200-300 trở lên cơ mà. Cứ cho như là 10 món hết 9 món là toàn vậy không á.
cái bảng này mình thấy cũng đang khá là hợp với cái office của mình luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đến cái phần mà những cái vật phẩm mà sắp Rolox sắp ra mắt nè. Thì đây là những cái vật phẩm mà Rolox sắp ra mắt trong dịp tới. Và mình quay cái màn hình đứng này để mình có thể dễ chèn cái những cái fan art. Thì ngày hôm qua là mình có làm một video là nói về cái việc mình cái art mấy phương của mình tròn 2 tuổi. Thì có một số bạn đã vẽ tặng mình ngay ngày sinh nhật đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại với cái phần click này. Đây, cái mái tóc này thì là mình liên tưởng tới những người trong phi á, họ thường là buộc thắt những cái tóc như thế này nè. Đó. Tiếp theo là chúng ta có một cái nón Doggy Ear Cup, là cái nón tai chó. Thì cái nón này mình theo mình phỏng đoán cái giá nó là 1 là 25 rupee, 2 là 50 rupee, 3 là 75 rupee. Tại vì mình thấy thường những cái nón dạng như thế này thì giá chỉ có như thế thôi. Tiếp theo chúng ta có một cái mắt kính. Mắt kính chéo. Quay. Các bạn có thể nhìn thấy cái này nè. Nó rất là giống với lại cái đốm lửa mà trong bộ phim Yokai gì á. Thì mình sẽ chèn hình cho các bạn xem cái bộ phim đó. Thì mình nghĩ là các bạn nhỏ sẽ có xem bộ phim Yokai đó rồi. Đó. Mình mong là cái này nó một là một cái chắc nó nằm trong cái body, hoặc là nó là một cái bộ phận lẻ là trong cái phần đuôi. Nhưng mà giá rẻ rẻ thì mình sẽ mua nó. Tiếp theo chúng ta có một cái mắt kính điệp viên nữa. Cái này là cái gì vậy bấy? Cái này là cái gì á? Cái gì phù thủy? Nhìn tôi không biết cái này là cái gì luôn á. Cái đuôi hả? Hay là cái phần nón nhờ? Đây là mắt kính. Những cái vật phẩm này thì mình nghĩ chắc nó nằm trong body quá. Cảm giác nó nằm trong body chứ không phải là bán lẻ đâu. Cái này là cái nón thỏ đen, nón tai thỏ đen. Cái commando mùa hè nè. Nhìn sao xấu quá. Đấy, thật là nhìn nó xấu thiệt luôn á. Xong rồi, cái video này mình nghĩ là cái phần review của mình đến đây là được rồi. Và có cập nhật gì mới nữa thì mình sẽ làm video tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Và cũng cảm ơn những bạn đã có gửi lời chúc mừng sinh nhật vào cái video ngày hôm qua. Bye bye mọi người.